Phượng lập cú đúp đội tuyển Việt Nam thắng sát nút U22 Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 của đội tuyển Việt Nam trước U22 Việt Nam trong buổi đá tập diễn ra vào chiều nay. Chiều nay đội tuyển Việt Nam tổ chức 2 trận đấu tập với U22 Việt Nam trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội. Ở trận đầu tiên, đội hình của đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của những cầu thủ chủ lực đáng chú ý, trong đó có Nguyễn Công Phượng, chân sút mới tập trung ở đợt rèn quân lần này. Công Phượng ngay lập tức thể hiện khả năng của mình với cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Việt Nam. Văn Toàn là người ghi bàn thắng còn lại cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, bên phía U22 Việt Nam, Xuân Phú và Sĩ Hoàng là những cầu thủ đã ghi bàn thắng cho U22 Việt Nam. Qua đó, đội tuyển Việt Nam thắng sát nút 3-2 trước U22 Việt Nam ở trận đấu đầu tiên. Sau đây, đội tuyển Việt Nam với đội hình 2 sẽ gặp đội hình 2 của U22 Việt Nam. Với 2 bàn thắng ở trận đấu tập, Công Phượng cũng cảm thấy hứng khởi và tự tin hơn. Anh được xem là nhân tố quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong chiến lược hướng tới 2 trận gặp Trung Quốc ngày 7 tháng 10 và Oman ngày 12 tháng 10.